thậm chí còn không có tiền để ăn tối nữa sao nam chi nó không có ở trong văn phòng ta trời ơi ây, 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 ây. À, trời. À. À. cảm ơn anh ủa ủa hình như cô là Gâm sun hả xuân, ha? là trôi gâm sun có đúng không tôi 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 là ban chân sang nè cô có nhớ tôi không vậy chúng ta đã từng ở khu hồng trơn đó tôi là ban chân sang nè à, xin lỗi anh nhận nhầm người rồi trời ơi sao nhầm được chắc chắn cô là gum sun rồi bạn đang xem phim được chiếu tại tv 2 org tôi nghĩ anh nhìn tôi thành người khác rồi sao à, à Dạ, xin xin lỗi nha à, là lỗi của tôi à, à. Ủa? hình như cô ta là gâm xuống mà à. Sao chân Sang lại ở đây? Anh ta tới hung ca để làm gì? Không lẽ... Không đâu. Không thể nào. Không phải lo lắng. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. nè con dạ, con chào dì <laughs> con Ôi, hiệu. trời ơi su chi của dì đây rồi con càng ngày càng xinh đó nghe chưa ngồi xuống đi con suy chi thấy nhớ chú beluga nhiều lắm à, hôm qua con mới gặp chú beluga rồi mà ố hôm nay chị đã gặp anh nam Chin rồi hả à, cô không biết hay sao đội trưởng an cứ khoảng 2 ba ngày lại ghé qua chơi với Chi một lần anh ấy đọc truyện cho con bé nghe và chơi với con bé nữa oh, thiệt hả chị <laughs> anh ấy nói là có hẹn với một cô gái dễ thương và rất là đáng yêu thì ra đó là Chi hả <cười> <cười> cũng nhờ có đội trưởng an mà mấy ngày hôm nay Chi ít hỏi gì ba của nó rồi con bé ăn và ngủ cũng ngon hơn nữa. Tôi thấy vui quá. Chị cũng biết anh Nam Chi là một người rất tích cực mà chị. Năng lượng tích cực đó chắc chắn đã lây lan qua cho Suci rồi. Cô phải kết hôn với anh ấy đó. Anh ấy rất quan tâm tới cô. Tôi nghĩ anh ấy mà làm ba thì sẽ là một người ba tuyệt vời. Anh ấy chắc chắn là của em rồi. <laughs> à đúng rồi chị, chị hãy nhận cái này đi. Ừ. À. Ờ, cái này là gì? Là bộ đồ mẹ và bé mà tôi thiết kế riêng dành tặng cho chị và Suci đó. Cũng may là có Nam trên giúp một tay, không thì không kịp tặng chị rồi. Cô vẫn chưa nói cho anh ấy biết phải không? Ừ, nhưng mà tôi phải giữ bí mật với cả anh ấy nữa hả? Chúng ta không biết tình thế sẽ thay đổi ra sao, nên cứ làm theo lời tôi đi. Tôi biết rồi. Ơ, đợi chút nha. Dạ alo. Alo Xuân Chu, là tôi Chung Chinh A đây à china hả tôi có chuyện cần nói với cô tối nay chúng ta đi uống với nhau có được không chỉ hai chúng ta thôi sao tôi qua nhà cô hả à chỉ cần là đồ hàng thì tôi được có thể ăn được hết lát nữa tôi sẽ đem theo rượu chào cô à cô hanbira có ghé qua không chị Tôi không có thời gian để kiểm tra gì cứ phải đi ra ngoài Cô ấy có ghé Nhưng mà cô ấy đã thay đổi nhiều lắm Thay đổi nhiều là sao? Cô ấy nhìn khác bình thường lắm hả? Vậy thì không được rồi Bề ngoài thì cô ấy vẫn vậy Nhưng mà tôi nghĩ tính cách có khác trước Ôi, Cô ấy lạnh nhạt với mọi người hơn Thậm chí cô ấy còn không thể nói chuyện với ai trong đội nữa Rất không lịch sự luôn đẹp lớn lắm sao sao thay đổi gì mọi người có làm gì có lỗi với cô ấy không chúng tôi không có làm gì hết chúng tôi đối với cô ấy như nữ hoàng còn cô ấy chỉ nhìn sơ qua một lượt tôi cũng thấy như vậy khi sửa trang phục cho cô ấy thì cô ấy rất là khó chịu luôn tôi thấy hình như cô ấy đang buồn lòng chúng ta thì phải sau 7 năm mới quay lại nên cô ấy hơi nhạy cảm sao thôi được rồi cảm ơn mọi người chúng ta đi thôi china Em phải đi gặp một người. Có hẹn hả? Là ai vậy? Bí mật mà. Được rồi. Chúng ta đã tìm được người mẫu. Hàng mẫu thì cũng đã sửa lỗi xong. Vậy chỉ cần chuẩn bị cho ngày thi thôi. Tất cả những gì cần làm là đợi đồ kia đánh bại thôi. Kiểu gì thì chúng ta cũng thua. Thì sao không ráng mời cho được Kim Hee-sun hoặc là Song Hee-kyo làm người mẫu vậy? <laughs> Tôi đã gọi cho quản lý của họ. Nhưng mà họ nói không ngay lập tức. Ờ... À chúng ta không cần bỏ tiền vô chuyện mà người mẫu nữa thay vào đó hãy tập trung vô doanh thu thôi quả ừ. nhiên nhà thiết kế của đội chúng ta đều giống như nữ chiến binh hết <cười> <cười> được rồi hôm nay chúng ta xong việc sớm chúng ta có nên đi uống gì không nè được đó dạo ừ. này chú thấy mình hơi trống trải chỉ có rượu sưu chuông mới lắp đầy được thôi tôi ừ. xin lỗi nha tôi có hẹn rồi có hẹn sao hẹn ai vậy sương chu bắt cá hai tay anh ấy cũng bắt cá hai tay với một cô gái dễ thương và đáng yêu sao con không được chứ ờ, thiệt là cái gì cái thằng này sao không nói sớm với ba mẹ không nên nợ tiền người ta lâu như vậy con đã nói là để con hỏi ba nhưng mà cô dân chi không chịu ừ. <laughs> oh, mẹ nghĩ là dân chi không muốn mắc nợ chúng ta dân chi đúng là người đàng hoàng mà con ừ. đúng không vậy hả anh? đúng <laughs> ừ. không 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 phải như vậy đâu cô ấy sợ con lén đi đăng ký kết hôn đó trời đất ơi sao lại nói vậy chúng ta gặp rắc rối thì cũng tại chuyện này con nghĩ ba làm nữa hả bà còn nói đúng đó sau khi mà con chuyển lên Seoul thì con tham gia chương trình TV bây giờ còn có thể mở được một quán cà phê như vậy nữa sao con có thể làm như vậy nữa chứ à, đúng rồi đó nhưng mà bây giờ con nghĩ sao ba phải biết con nghĩ sao thì ba mới giúp con được N nghĩ gì ba bà đang hỏi là con thấy dên chiên sao? À, uh, ờ, <laughs> con thấy cô ấy vui tính nên con thấy thoải mái và thích cô ấy nữa. Mặc dù cô ấy không thể nào làm trái tim của con rung động như khi ở bên Chin a, nhưng mà những lúc không gặp á thì con lại thường hay nghĩ về cô ấy. <laughs> như vậy thì tốt. Tình yêu nồng cháy không có giữ được lâu đâu con. Vì vậy á, người làm cho con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là tốt nhất với con đó. <laughs> à, bà biết rồi. Vậy thì, bà sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con. Con đừng nói hay làm gì hết nha. <laughs> mà bà, bà, tính làm gì? Thì, cái thằng. Anh đi xíu. Ủa, gì chị Dạ, con ra, Ngồi đi, ngồi à, đi. Con, con mau ngồi xuống đi, ngồi xuống. Dạ. Con nên nói cho hai bác biết con đang thiếu tiền nhà chứ. À, y, dạ không sao khi nào có lương con trả tiền nhà liền Sao nói vậy trời con bé này nếu uh, là bạn của đây siêu thì cũng như con gái của hai bác với nghĩa vụ làm ba mẹ thì hai bác nên giúp con mày đúng đó hả à, <laughs> à, đúng rồi à, con gọi cho chủ nhà đi nhanh lên đi nhanh lên đi vậy đi. Dạ. <laughs> ừ. đừng có lo mà cứ để bác lo phần còn lại cho cho nên con cứ hẹn với chủ nhà con gọi liền đi à. hả <laughs> nếu mình dán băng keo lên giải ma nhê như vậy thì cái thẻ này sẽ không bị nữa làm vậy có được không mình nghĩ là có thể xài tiếp được nữa em nói là giải từ đúng không chứ không phải là giải ma nhê đâu à, dạ đúng rồi <laughs> giải từ đó hình như là nó bị nam châm trong túi của em hút vô nên tự nhiên không xài được nữa ồ nếu vậy thì băng keo không có tác dụng gì đâu à, à, không có tác dụng là sao anh anh khóa thẻ của em lại rồi anh nói cái gì hả? Sao anh lại khóa thẻ của em? Anh, anh làm vậy mà không nói với em một tiếng nào hết hả? Vậy thì lúc em quẹt thẻ em có hỏi anh trước không? Anh muốn em nói với anh em mua gì ở cửa hàng bách quá hả? Chầm sốc mặt, làm móng và làm tóc. Em làm mấy cái đó ở cửa hàng bách quá hả? Không có, xảy thai rồi em rất buồn nên làm để khoe khỏa. Dần siêu à, em đừng lấy con ra làm cái cớ với anh nữa. Em đã xài rất nhiều tiền trước khi em bị xảy thai rồi đó. Em xài như vậy mà anh nói nhiều hả? Anh thiệt là không công bằng với em mà. Dân siêu à, em mới là người quá đáng đó nghe. Hả? Sao? Em đã làm gì? Em không nấu cơm cho anh ăn, cũng không chịu làm việc nhà. Anh nghĩ là anh có thể chết vì bị suy dinh dưỡng luôn đó. Dạ em biết rồi mà, từ giờ trở đi em chắc chắn sẽ nấu cơm cho anh, nên anh hãy mở thẻ lại cho em đi nha. Nha. Không được, anh không mở lại đâu, em xài quá nhiều rồi. Từ giờ chúng ta phải trả nợ cho Sung Gu, chúng ta phải thắt lưng buộc bụng lại. Anh nhất định phải nhắc tới Sung Gu vào lúc này hay sao? Em không còn gì để nói nữa. Em nghe nè, anh nghĩ ra một ý tưởng hay lắm. Sao em không đi làm ở công ty của anh vậy? Đi làm hả? Nhưng mà em, em đâu có biết làm cái gì đâu anh. Anh đã phải bỏ bớt thư ký trong công ty khi giảm biên chế, nên em có thể làm thư ký cho anh mà. Thư ký hả? anh sẽ trả lương cho em và lúc đó em có thể xài lương theo ý muốn của em mà em cũng được ở bên anh cả ngày và đi ăn ở ngoài nữa một mũi tên trúng ba con nhạn luôn thư ký hả vậy ừ. em được trả bao nhiêu tiền một tháng hả anh anh tới rồi à, à. à, 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 à xin chào anh luật sư hơn ừ. chào chị Tôi tới đây là có chuyện muốn nói với chị. Chị vẫn khỏe chứ chị Giang? Ờ à, tôi tôi vẫn khỏe. Ôi trời ơi. Sao tự nhiên tim đập nhanh dữ vậy này? Ô, ô. <laughs> anh ngồi xuống trước đi. Ừ. À, anh đã ừ. ăn tối chưa luật sư hơ? À tôi đã ăn tối rồi. À, để em đi pha trà à, cho thôi, anh. Thôi thôi khỏi đi, anh không muốn làm phiền em, cứ ngồi đi. Ừ. <laughs> À, hôm qua tôi làm món lương ôm Bởi vì tôi biết hôm nay anh sẽ tới đây Chút nữa tôi gói cho anh đem về <laughs> Thật ra Hôm nay bàn Trường có tới Văn phòng của tôi đó chị Giang à, à Anh ta tới Tới văn phòng của anh à, Để Để làm gì à, Anh ta tới làm khó dễ với anh hả À là cậu Nam Chin đã nhờ tôi kiếm việc cho anh ta nên từ ngày mai anh ta sẽ bắt đầu làm bảo vệ ở công ty. Anh ta sẽ làm bảo vệ sao? Giống như để một con cáo coi nhà vậy, không có được đâu, nếu để anh ta ở đó thì anh ta sẽ làm hại tới Nam Chin cho mà coi. Ừ. Đó là lý do mà tôi muốn giữ anh ta ở lại. L là sao? Chị thử nghĩ đi. Nếu như anh ta gây rắc rối gì sau lưng chị thì phải làm sao đây? xem xét trên khía cạnh cá nhân thì Nam Chinh chắc chắn sẽ tìm cách giải quyết. cho nên tốt nhất là để cho anh ta làm việc ở chỗ mà tôi có thể để mắt tới. À, anh nói vậy cũng phải đó. Tôi đã nói với đội trưởng đội bảo vệ lý lịch của anh ta rồi, nên đội trưởng sẽ giám sát kỹ hơn. đội trưởng sẽ huấn luyện anh ta. À, trách nhiệm là trực ở sảnh chờ. tôi chắc chắn sẽ không có khó khăn gì lắm đâu. người anh định thuê làm bảo vệ là ai vậy? à đúng rồi tôi đã giới thiệu người thân của chị giang tới công ty và thuê anh ta làm bảo vệ của công ty chúng ta tôi không biết là anh đang có suy nghĩ gì anh thuê người thân của chị ta làm bảo vệ sao lần nào chị ta cần giúp đỡ thì anh đều xuất hiện kịp lúc hết cũng đúng anh giúp đỡ nam chin chứ không phải là chị giang đúng không Nếu cô ta cứ khắc khẩu với người khác thì chắc chắn sẽ bị xét đánh. Trời ơi sao cô ta lại không thể để Nam Chin yên chứ? À, đã quá. Tôi mời cô tới đây là muốn nói lời cảm ơn cô. Cảm ơn tôi vì chuyện gì chứ? Sáng nay Dinh Chi đã xin lỗi tôi và Siu. Cô ấy nói mình sẽ xin nghỉ việc nhưng tôi và Siu không cho à chuyện đó hả nói thật thì tôi chỉ lên tiếng thay cho anh nam chin thôi à lên tiếng thay nam chin sao ừ tôi rất là ghét nhìn thấy anh nam chin nhiệt tình giúp đỡ cho cô như vậy nên tôi đề nghị để mình nói thay anh ấy <cười> <cười> dù sao cũng cảm ơn cô nhưng mà nói thật lòng nha đạo thiết kế có thể hủy hoại sự nghiệp của một nhà thiết kế đó cô biết không cho nên đó chính là lý do tại sao tôi muốn cô có thể rửa sạch danh tiếng của mình với lại tôi không muốn mọi người nói rằng tôi cạnh tranh để chống lại một nhà thiết kế đã từng đạo ý tưởng của người khác cô nói thật lòng đi cô ghét tôi có phải không ừ, ừ. nói thật lòng thì tôi không hề thích cô vậy được rồi Tôi hiểu lý do vì sao cô Xuân Chu không thích tôi. Đó là lý do mà tôi hẹn cô tới đây vì tôi không muốn cô ghét tôi nữa. Tôi không có ghét cô tới vậy đâu. Chỉ là có nhiều thứ tôi không thể hiểu được thôi. Mà đâu có ai nghĩ giống như tôi đâu chứ. Tôi biết là không thể tha thứ được. Khi nói Nam Chinh là người đã đeo bám tôi. Nhưng mà nếu tôi không làm như vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để cho tôi đi và tôi cũng sẽ tìm tới anh ấy mỗi khi tôi gặp khó khăn nhưng mà có cần phải dùng tới cách đó để quên hết hay không từ quê hương tới gia đình và bạn bè nữa có lẽ cô không hiểu được cô lớn lên trong một gia đình giàu có cô không thấy thiếu an toàn và rất tích cực cô tự tin và không sợ hãi gì hết cái gì chứ Bất cứ lúc nào mà Nam sinh nhắc tới cô ấy, Thì đều làm cho tôi phải ganh tị hết đó Cái gì mà thắng giải nhất cuộc thi thiết kế Cô có biết là tôi quan mang dữ lắm Khi mà nhìn thấy thiết kế của cô hay không vậy hả Tôi lúc nào cũng ganh tị Và so sánh mình với cô hết Ôi trời ơi tôi có gì để cô ganh tị Và so sánh chứ thiệt tình à? <laughs> Tôi muốn làm bạn với cô sung Chu Cô làm bạn của tôi có được không Bạn hả Vậy thì Bây giờ cô phải hứa với tôi một chuyện nha Hứa chuyện gì vậy Từ bây giờ nếu như có chuyện gì á Thì cô cứ gọi cho tôi Chứ đừng có gọi cho Nam Trinh làm gì hết Được tôi sẽ làm vậy Vậy được Từ bây giờ hai chúng ta là bạn bè rồi đó à, Đồng ý Đây rót thêm một ly nữa <cười> <cười> tôi là ba của dân chi Ê, Trời ơi Tôi không biết là con bé nợ tiền nhà của cô à, dân chi nó không nói cho tôi biết vì không muốn làm tôi lo lắng. <laughs> à, à, đây là tiền nhà còn nợ. À, với lại à, tôi trả luôn 200 trăm ngàn quân cho mấy tháng sau. Tôi muốn cô cứ à, trừ vô tiền nhà hàng tháng, hả? À. Ba ơi, ba. Thật sao? Ồ, tôi thích như vậy lắm đó. <laughs> à, à, sẵn tiện thì à, tôi muốn con trai của tôi tới ở chung với con gái tôi. Hai đứa ở chung sao? À, bộ hai đứa là sinh đôi hả? À, đúng vậy đó. Cô thấy à, hai đứa giống nhau hay không? Đứa con trai thì rất là giống mẹ. Còn con gái thì lại giống bà hơn. Gì à, à, vậy trời? Thật ra chuyện này là sao đấy? Cô nói à, em trai của mình đang nhập ngủ. Về suốt ngủ rồi có phải không? À, thời gian trôi qua nhanh quá. Mọi chuyện sắp xếp ổn rồi. Thôi tôi về. Ờ à, được. Vậy cô cứ để ý thấy con trai và con gái giúp tôi nha à, Trời chuyện đó anh chị không à, cần phải dạ, lo Được được Chào cô à, Đi xíu à, Mà sao bác lại trả trước 200 ngàn chứ Sau này làm sao con trả bác đây Bác trả tiền thuê nhà cho con Con lo cái gì Nh Nhưng sao bác lại trả tiền nhà giúp con hả <laughs> Con nói giờ phòng của China đang trống mà nếu sau này để siêu chuyển vô phòng đó ở à thì bác có chỉ mất thêm có một chút tiền nhà mà thôi mà <laughs> ờ, nhưng nhưng sao con với anh để siêu ở chung với nhau được chứ thưa bác? <laughs> ờ, hai đứa còn á đều có phòng riêng hết mà bác sẽ làm món ăn kèm rồi đem qua cho hai đứa. Ừ. Còn còn việc nhà thì hai đứa có thể chia nhau mỗi người Đúng một rồi. nửa. Còn nữa nhà dân chi. Điều siêu nấu ăn rất là ngon Ai, con sẽ không tìm được bạn chung nhà nào tuyệt vời hơn nó đâu <laughs> đúng rồi đúng rồi à còn nữa ở chung với một người đàn ông ấy, thì con sẽ cảm thấy an toàn nhiều hơn có phải không hả hả để siêu của trai ừ. ờ <laughs> à, à, dạ à, ba tôi nói là sẽ lo tiền nhà rồi nên cô không cần phải lo lắng gì đâu à, nhưng mà nhưng... cô còn lo lắng cái gì nữa Đề sư rất đàn ông mà con ừ. Thằng bé chưa bao giờ nắm tay Cũng chưa bao giờ đụng tới con gái hết Nó còn ngây thơ lắm ừ. Những cái chuyện nó làm chung với con Là tất cả đều là trải nghiệm của nó à, ừ, không, Bác không, nói không, chuyện không. làm sao chứ Tụi con chỉ là bạn bè thôi mà ừ, Đúng rồi, đúng rồi <laughs> Chúng ta biết hết <laughs> Em mà chúng ta đi về thôi, ừ, thôi ừ, Đề sư, à, mai con chuyển qua đi Chào à, con nha Dạ ừ, Ồ, ba ờ đó. về mẹ ờ, giờ dạ? thời tạm biệt hai đứa. ơ ờ, ba. ôi chết rồi. Ô. ôi trời, ơi, ơi, ơi thiêng tình, cõi không bắt mấy lần sau, thậm chí còn không trả lời tin nhắn của mình nữa chứ rốt cuộc là có hẹn với ai vậy trời hơi thiệt tình sao vậy ta trước giờ cô ấy đâu có như vậy đâu chắc không có chuyện gì chứ Anh Nam chi nó cứ hở ra Lại nhắc tới cô trước mặt tôi Làm tôi bụng muốn chết luôn vậy đó Hồi, đó thật sự là tôi ghét cô rất là nhiều luôn Tôi cũng vậy Siêu cũng buồn vì cô nhiều lắm Nên tôi cũng thấy ghét cô luôn đó Nhưng mà Sao cô lại thích cho Siêu vậy hả Anh ấy hống hách Và còn tự cao về bản thân mình nữa Một tên cuồng công việc chính hiệu Và anh ấy là một người có trái tim băng giá Lại vô tình Thật ra Siu là một người rất ngọt ngào. Anh ấy rất thu hút tôi. Và còn rất đẹp trai Với anh ấy cười cũng có duyên nữa Wow, ngọt ngào hả? Làm gì có chuyện đó Không ai có thể đánh bại nam chinh của tôi được đâu Anh ấy vừa cao ráo đẹp trai Có trái tim cực kỳ nhân hậu Thêm nữa nha, anh ấy còn là người rất năng động Nếu biết thì cô sẽ cực kỳ ân hận vì Đã bỏ rời anh ấy đó Cái đó tôi biết hết rồi Cái gì? Ngày mà cô gia nhập đội 2 làm nhà thiết kế chính tôi đã nhìn thấy nét mặt anh nam chin à thì đã hai người này có tình ý với nhau anh ấy không có cảm giác gì hết sau này thì tôi mới có chút rung động với anh ấy không đâu anh ấy không thừa nhận tình cảm với cô vì lúc đó vẫn còn tôi mà anh ấy là kiểu hơi cổ lỗ sĩ nên một khi anh ấy quyết định chung thủy với ai đó anh ấy sẽ không phản bội đâu ờ à, đúng rồi đó cô lớn lên với anh ấy mà cho nên là hiểu anh ấy quá hả <laughs> nhưng cô đã thay đổi anh ấy hoàn toàn mỗi khi nhìn thấy cô là anh ấy đều nở nụ cười thật tươi tôi có thể chắc chắn mà ừ nghe cô nói như vậy á thì tôi thấy tốt hơn rồi <laughs> nhưng mà ở bên cho siu chắc là khó khăn lắm đúng không ừ Nói thiệt là hơi mệt mỏi lắm luôn. Cô phải vượt qua được mấy cái suy nghĩ đó mới được rồi nha. Nếu như cần sự giúp đỡ thì cứ nói với tôi. <laughs> anh gọi thì em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời. Em làm cho anh lo lắm đó. Em đang ở đâu vậy? Em không bị gì chứ? <laughs> Gina, có chuyện gì không? Em chỉ cần nói cho anh biết là em đang ở đâu thôi Anh sẽ tới đón em đi. Ôi trời ơi Hai người họ đang lo lắng với chúng ta rồi kìa ừ. <laughs> à, Chúng ta Cá cược được không Cá gì Anh Nam Trinh và anh Siu Coi ai sẽ là người tới đây trước nha Cá 50.000 quân Chơi luôn Được thôi Anh Nam Tri nè, à, em đau bụng quá nên không nhúc nhích được luôn rồi. Anh tới đón em được không? Anh Siêu, chuyện khẩn cấp lắm. Anh tới nhà em ngay được không? Trễ rồi, anh còn đi đâu vậy? Tôi đi mua đồ. Còn anh? Hả? Ờ, tôi không ngủ được cho nên tính ra công viên đi dạo à đi đi được rồi Ủa? Ủa? Gì vậy? Đây đâu phải là công viên. Không lẽ... Anh vẫn còn tình cảm với China. Anh nói gì vậy? China gì ở đây? Còn anh nói đi mua đồ mà. Tôi tới đây để đón Sung Chu về nhà. Cái gì chứ? Sao Sung Chu lại ở đây? Nè, đọc đi. Thấy chưa? Bạn đang xem phim được chiếu tại tv2.org. Tại sao còn chưa tới nữa vậy kìa? Ây da! Ồ, oh, 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 xong rồi nha, à, uh, tôi thắng rồi. À, uh. Anh Nam Trinh bước vào trước mà có phải hay không chứ Gì chứ chân anh Siêu bước vô đây trước mà Cái gì chứ người anh Nam Trinh bước vô đây trước mà Cô không thấy hay sao Trong môn điện kinh ai qua dạch trước là người thắng Không thể nào tin được Chân phải bước qua dạch trước người kia thì mới thắng được chứ Không phải đâu <laughs> Gì đây Hai người đang cá lại tới trước hả Còn phải hỏi nữa hả Cái này là ý của Sung Chu chứ gì ờ à, Anh Nam Tri nè, anh nói trước đi Anh tới trước phải không? Anh thắng mà đúng không? Đúng rồi, anh tới đây trước ừ, Lần đúng này rồi. em thắng rồi đó sung Chu ừ. Tôi tới trước anh đó nha Gina mới là người thắng nè Wow, giờ phút này giám đốc thiệt là nhỏ nhen mà Sao có thể làm vậy chỉ vì 50.000 quân thôi chứ Nhỏ nhen Vậy thì tôi sẽ đưa 50.000 Cô để Gina thắng đi đúng rồi. Không được Tôi uh, sẽ đưa 50.000 quân Công nhận Sung Chu thắng đi Ê, ừ. à, tôi được rồi Tụi mình dừng lại đi Hai người sát nút Hai người tới cùng lúc Không tôi không chấp nhận như vậy Màu đưa 50 ngàn đi Anh nói hai người tới cùng lúc đi Đưa luôn 100 ngàn luôn Anh để bóp trong xe rồi <laughs> Nhanh lên <laughs> Kéo à. thẳng đồng phục Và đội mũ ngay ngắn à. cho tôi có được à. không Ừ, thiệt tình Choi Gum Soon